đang qua ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Hanye đang là một cái tên được quan tâm nhất hiện nay. Những bức ảnh cũ của cô dần được cư dân mạng lục tìm. Mới đây, hình ảnh nàng hoa hậu mặc trang phục truyền thống của người Ế Đê được chia sẻ trên mạng Facebook của cộng đồng người Champa lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Được biết, hình ảnh trên chụp khi Hen mới 19 tuổi trong một buổi biểu diễn văn nghệ do cộng đồng thanh niên sinh viên Champa tổ chức vào năm 2011. Không mang hình ảnh cá tính với mái tóc tém như bây giờ, Hen hỏi dịu dàng với mái tóc dài, gương mặt bầu bĩnh dễ thương. Người đẹp ghi điểm bởi vẻ đẹp giản dị một mặt qua đôi mắt sáng và nụ cười rất rạng rỡ. Nhiều ý kiến cho rằng Hen để tóc dài nhìn xinh đẹp và phù hợp hơn với ngôi vị hoa hậu của mình hơn. Nhưng anh Indraja là người chụp lại những vấn khắc này chia sẻ rằng hồi đó tới bây giờ khác ghê, đúng là con gái biến hóa khôn lường. Cơ mà do ánh đèn sân khấu bên mình tổ chức chưa chuyên nghiệp nên cũng hơi giảm chất lượng nhan sắc của ấy, chứ nhìn bên ngoài cô ấy rất đẹp và xinh lắm. Nếu những ai không còn hài lòng với sắc đẹp của Tân Hoa Hoàn vũ Việt Nam 2007, chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại sau khi nhìn những tấm hình vừa qua.